Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh 8790. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Tiêu Chiến đã giành giải nam diễn viên đẹp trai nhất thế giới năm 2021. Anh đã nhận được tổng cộng 663.349 phiếu bầu, chiếm tổng số 33,2% phiếu bầu trên toàn thế giới trong cuộc thăm dò trên một trang bình chọn quốc tế. Ngay sau đó, tìm kiếm này cũng xuất hiện thịnh hành tại vị trí thứ 10 trên trang mạng xã hội của Trung Quốc. Xin được chúc mừng Tiêu Chiến. Người đứng sau Tiêu Chiến trên bảng xếp hạng này là nam diễn viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy có 574.543 phiếu bầu, chiếm 38,8%. Và lần này, người hâm mộ của Tiêu Chiến có quyền tự hào về idol của mình. Thứ hạng cuối cùng của cuộc bình chọn này không hoàn toàn do người hâm mộ quyết định. Theo quy định của ban tổ chức, số phiếu bình chọn của người hâm mộ chỉ chiếm 30%, trong khi đó quyết định của ban giám khảo chiếm tới 70%. Vì vậy có thể nói rằng kết quả này rất công bằng. Trước đó, Tiêu Chiến cũng đã giữ vị trí số 1 trong top 100 gương mặt đẹp trai nhất châu Á-Thái Bình Dương năm 2020. Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng giữ vị trí quán quân trong top 100 gương mặt toàn cầu. Vào năm 2019, anh ấy đứng ở vị trí thứ 5 trong top những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Vào năm 2018, mặc dù độ phổ biến của Tiêu Chiến khi ấy chưa cao, nhưng anh ấy đã giành được vị trí Á quân, gương mặt thời trang nhất châu Á. Tất cả những điều này đã ghi nhận ngoại hình của Tiêu Chiến thực sự xuất sắc. Ngoài ra, mới đây vào ngày 19 tháng 4, trên nền tảng video ngắn TikTok về chủ đề cá nhân của Tiêu Chiến đã đạt 110 tỷ lượt xem. Tiêu Chiến là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên có được kỷ lục này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Tiêu Chiến cũng là nghệ sĩ đầu tiên đạt được các kỷ lục 100 tỷ, 90 tỷ, 80 tỷ. Người duy nhất có thể vượt qua Tiêu Chiến cũng chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi. Điều này thực sự rất đúng. Như vậy anh ấy đã có thêm 10 tỷ lượt xem chỉ trong vòng 37 ngày, đây quả là con số đáng nể. Ngoài ra, mới đây bộ phim Dư Sinh của Tiêu Chiến và Dương Tử cũng đã có số lượt xem vượt 4 tỷ trong vòng 37 ngày. Số view cao nhất trong một ngày vượt quá 230 triệu, nhân vật cố ngụy của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nằm trong top 1 của chỉ số truyền thông mới của nhân vật chính kịch. Như vậy, con số 37 lần này thực sự có ý nghĩa đối với Tiêu Chiến. Ngoài ra, trên DataWin mới đây công bố top 30 chỉ số thịnh vượng của phim truyền hình năm 2021, bộ phim Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến đã đạt vị trí thứ 2 với chỉ số 2719. Rất nhiều thành tích ồ ạt đến với Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa hết đâu nha. Mới đây nhất, Tiêu Chiến đã được đề cử giải siêu hạng trong lễ trao giải giai điệu vàng nhạc pop toàn cầu của Trung Quốc, bảng xếp hạng giai điệu vàng nhạc pop toàn cầu của Trung Quốc lần thứ 7 tại Quảng Châu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy từ vai trò ca sĩ, diễn viên và ngoại hình, Tiêu Chiến đều được công nhận từ các cơ quan truyền thông chính thống. Điều này cho thấy thời kỳ của Tiêu Chiến thực sự đã đến rồi. Anh ấy đã chứng tỏ được khả năng của bản thân và cũng nhận được sự công nhận cả trong và ngoài nước. Điều này thực sự xứng đáng với những cố gắng chăm chỉ của Tiêu Chiến trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, 8790 Channel xin được chúc mừng Tiêu Chiến. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng Như Mây theo dõi các tin tức mới nhất về Tiêu Chiến nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.